chưa có biết là cây chọn gì. Chúng biết thật rồi. Bây giờ biết vui có thể biết không biết sẽ còn làm ra con gì không nói con nghe. Con thật sự không hiểu tại sao lúc này Đức Vua lại có cách cư xử và hành động không giống với trước đây một chút nào hết. Tại sao ngài lại có thể chọn nước để của con trai mình để làm thiếu phi cho mình như vậy? Kể từ bây giờ, ta đã thấy được lòng tôn trọng của ta dành cho Đức Vua Mạc Phụ Bá. Lúc ta đã hết được, đó là con trai đó. Những gì mà ngài ấy đã làm hoàn toàn sai trái và đáng được là Đức Vua Mạc Phụ Bá. Tại sao? Ta lấy đi nàng một cách nguyên vọng như vậy. Nhưng dù sao thì giờ ta cũng rất vui. Nhưng nàng cũng đã trở thành niềm tin của ta. Con nàng phải tin là quyết định của nàng là đúng khi lấy ta. Ta sẽ mang đến cho nàng những gì nàng muốn. Tại sao Đức Vua lại đồng ý để cho Abaya được tự do? Chúng tôi biết cô ta giúp giết cha của con. Và bà là người duy nhất có thể ngăn chặn những chuyện lẽ ra không nên làm từ lâu rồi. Abaya, tốt nhất bây giờ là con nên buông tha cho Abaya. Thay vào đó, con nên thương mạc đừng nói rõ cho nó về tay của chúng ta. Đó chính là tất cả.